sân trắng vòi vòi, để rồi cùng ước mơ sao không thấy em. Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình Đủ Học Tạ Ơn ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe bản nhạc thuở ban đầu với tiếng hát của một nữ ca sĩ vừa nằm xuống. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Quỳnh Dao mà chúng tôi muốn nói ngày hôm nay. Ôi đẹp sao là thuở ban đầu, chìm sâu đầy mắt một màu xanh tươi niềm thương. Thưa quý thính giả, nói về nữ ca sĩ Quỳnh Dao trở lại những thập niên 60 mấy 70, có lẽ là quý thính giả nghe đài phát thanh Sài Gòn thì quý vị không lạ gì giọng hát của các nữ ca sĩ rất nổi tiếng vào lúc bấy giờ, có những giọng hát, những giọng nhạc đặc biệt như là Mai Hương, Quỳnh Dao, Kim Tước, vân vân. Thưa quý vị, nói đến nữ ca sĩ Quỳnh Dao, chúng tôi rất tiếc là một người rất là có tài, một người có một cái trình độ kiến thức cũng như là trình độ nhạc lý rất vững chãi khi bà đã trình diễn các bài hát mà chúng ta nghe. Thưa quý vị thính giả, nghệ sĩ Quỳnh Dao đã qua đời vào sáng sớm thứ Tư 23 tháng 7 tại nhà riêng ở Fountain Valley, California sau một thời gian bị bạo bệnh, hưởng thọ 68 tuổi. Được biết Quỳnh Dao tên thật là Nguyễn Đoan Trang, chị là người đạo Phật với pháp danh Như Nghiêm, sinh năm 1946 tại làng Vĩ Dạ, Huế, là con gái của nữ danh ca Tân Nhạc Minh Trang. Khi mới 5 tuổi, thân phụ của bà qua đời và người mẹ tái giá với nhạc sĩ Dương Thiệu Tức. Đúng vậy, thưa quý thính giả, nói tới đây chúng tôi cũng xin nhớ lại kể cho quý vị nghe những cái kỷ niệm ngày xưa trước khi Thi Lan còn làm đài phát thanh Sài Gòn. Sau 1968, sau Tết Mậu Thân bị Việt Cộng phá hủy đài phát thanh, thì lúc đó đài phát thanh Sài Gòn đã mượn các phòng vi âm của đài Pháp Á cũng như là hãng dĩa sóng nhạc. Và đài phát thanh Sài Gòn trong thời gian chờ đợi xây dựng, thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi được gặp nữ ca sĩ Quỳnh Dao cũng như là cái chương trình nhạc mà bác Dương Thiệu Tước và cô Minh Trang đến thâu âm ở đài phát thanh Pháp Á. Bởi vì lúc đó thưa quý vị, Thi Lan làm xướng cố viên của đài và cũng là người giới thiệu chương trình Ban Sống Như Mới của Lê Minh Bằng để gửi tiếng hát của các học sinh, học trò của lớp nhạc Lê Minh Bằng trên Ban Sống Mới, hát những bài hát mà những người học trò này đã nhuần nhĩ và học giỏi, phát âm khá. Thì thưa quý vị, cái chương trình âm nhạc của Ban Sống Mới này thâu sau chương trình ca nhạc của bác Dương Thiệu Tước, cho nên chúng tôi thường gặp nhau trong cái giờ giao điểm đó, và gặp cô Minh Trang cũng như là bác Dương Thiệu Tước, cũng như là nữ ca sĩ Quỳnh Dao và một số ca sĩ khác, Mai Hương chẳng hạn. Cho nên đó là những cái cơ hội mà chúng tôi được gặp nhau và biết nhau và nhìn được những hình ảnh đó. Thưa quý vị, nghệ sĩ Quỳnh Dao đó nổi tiếng ngay vào lúc thiếu thời. Chị đã từng hát trên đài phát thanh quốc gia Sài Gòn như chúng tôi đã nói, rồi trong các chương trình của Ban Nhi Đồng Kiều Hạnh. Nghệ sĩ Quỳnh Dao tốt nghiệp thủ khoa lớp Dân Cầm và được một nhạc sĩ của Trung tâm Văn hóa Pháp là Alliance France hướng dẫn về thanh nhạc và opera. Từ tuổi 15, Quỳnh Dao đã trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, là một trong những ca sĩ quan trọng trong các chương trình của đài phát thanh Sài Gòn, Quân đội và Tiếng Nói Tự Do. Đấy thưa quý thính giả, nói tới Quỳnh Dao thì vào thập niên đó có lẽ là quý thính giả cao niên, trung niên vẫn còn nhớ. Chị hát trên đài phát thanh rất nhiều, các đài Sài Gòn, đài Quân đội, đài Tiếng Nói Tự Do. Rồi chị còn hợp tác trong chương trình của Ban Nhi Đồng Kiều Hạnh. Và chúng tôi cũng không quên, thưa quý vị, với quý vị, nữ ca sĩ Kiều Hạnh là mẹ của nữ ca sĩ Mai Hương. Trong một dịp nào đó chúng tôi sẽ nói về kỷ niệm của Mai Hương.
Thì thưa quý thính giả, vào lúc bây giờ quý vị nhớ những giọng ca mỏng nhẹ nhàng như Mai Hương, thì Kim Tước, Quỳnh Dao và một số ca sĩ vào lúc bây giờ chúng ta nghe thường xuyên trên làn sóng. Thì khi nghe lại những bản nhạc này, chúng ta nhớ vô cùng những kỷ niệm xa xưa, phải không thưa quý vị? Nói tới đây thì Thi Lan cũng rất buồn khi một người nữ nghệ sĩ tài hoa, chị là một trong những người ca sĩ có một trình độ kiến thức cao và học nhạc lý rất chuẩn, cho nên khi chị ca một bài hát nào đó, chị phát âm rất chuẩn và dòng nhạc của nhạc sĩ viết như thế nào, chị hát rất là đúng. Thành ra các nhạc sĩ rất là vui khi được Quỳnh Dao hát những bài hát mà chị đã trình bày. Gió êm mưa xào xạc che thưa, lá rơi 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 tà tơi. Yêu là tình dâng cao, gió lao sao ngả hàng khi lao. Phút ai ân đắm say tâm hồn, nhớ mãi đêm nào bên nhau. Thưa quý tác giả, trong những năm đầu thập niên 1970, Quỳnh Dao cùng với các em gái là Vân Quỳnh, Vân Khanh và Vân Hòa thành lập ban tứ ca bốn phương, chuyên hát tại vũ trường Ritz và thu âm cho các trung tâm ban nhạc do Joe Maxen, Phạm Mạnh Cương và Premier. Quỳnh Dao sang Mỹ năm 1975, chị định cư đầu tiên tại tiểu bang Virginia. Đến thập niên 90 thì chị chuyển về sống tại California. Nữ ca sĩ Quỳnh Dao cùng với hai ca sĩ Mai Hương và Kim Tước có lập ban Tiếng Tờ Đồng ở hải ngoại và thu được nhiều thành công. Thưa quý vị, đây là cái tên của một ban nhạc của Đài Phát thanh Sài Gòn trước 75, và các ca sĩ này thành lập và lấy lại cái tên của ban nhạc này. Ngoài ra, Quỳnh Dao luôn hỗ trợ các sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật trong cộng đồng và cũng cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ. Nữ ca sĩ Quỳnh Dao phụ trách một câu chuyện âm nhạc trên nhật báo Người Việt và Người Việt TV trong nhiều năm. Được biết là trong những tháng cuối đời, vì sức khỏe yếu, bà không còn viết nữa. Tuy nhiên, chỉ cách đây vài tuần, chị đã viết bài viết có lẽ là cuối cùng trong đời, mang tên Về âm nhạc Việt Nam giai đoạn 1954-75, cho một số báo đặc biệt kỷ niệm 60 năm Hiệp định Geneva, đăng trên báo Người Việt. Thưa quý thính giả, trong những tờ báo rải rác, có lẽ quý thính giả cũng có đọc qua một số bài viết của nữ ca sĩ Quỳnh Dao. Thú thật với quý vị, Thi Lan có xem qua rất nhiều. Quỳnh Dao viết về nhạc sĩ Vũ Thành, cũng như viết về một số nhạc sĩ mà trong cuộc đời của chị đã biết qua, và chị trình diễn những bài hát của các nhạc sĩ đó, cũng như là kỷ niệm và cái tiểu sử của những người nhạc sĩ đó, và cũng như là những người bạn của chị, đương thời của chị. Tiếc rằng trong làng âm nhạc Việt Nam, ngược lại những ngày tháng cũ, chúng ta mất đi Quỳnh Dao. Chị mất đi với số tuổi 68, lớn tuổi, bệnh hoạn, nhưng trí óc vẫn sáng suốt và vẫn mãi mê viết. Chị đã để lại cho đời những bài viết có giá trị để chúng ta biết được những gì đã xảy ra trong cuộc đời nghệ sĩ của chị, cũng như những người bạn thân thương của chị, cũng như những nhạc sĩ mà chị đã kính trọng, chị đã đặt bút viết vào. Nụ hồng tạ ơn kính dâng đến nữ nghệ sĩ Quỳnh Dao những bông hồng tạ ơn thật tươi thắm, và xin cầu nguyện hương linh của chị sớm về đất Phật thanh bình an lạc, và chị đi đến một hướng trong cuộc đời theo cái pháp danh của chị Như Nghiêm. Cuộc đời của chị thật an lạc. Chương trình Nụ Hồng Tạ Ơn nói về cố ca sĩ Quỳnh Dao xin được chấm dứt phần thứ nhất ở đây. Xin phép gửi tới quý vị một ít thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trở lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, nhiều quý thính giả cũng đã biết qua các làn sóng phát thanh và báo chí cho biết nữ ca sĩ Quỳnh Dao qua đời vào lúc 3 giờ sáng ngày 23 tháng 7 năm 2014 tại Garden Grove, California, hưởng thọ 68 tuổi. Quỳnh Dao là một nữ ca sĩ Việt Nam, tên thật là Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, sinh năm 1946 tại làng Phỉ Dạ, Huế, Việt Nam. Quỳnh Dao là con gái của bà Minh Trang, nữ danh ca của tân nhạc vào những năm đầu. Năm Quỳnh Dao 5 tuổi, cha của bà qua đời và mẹ của bà tái giá với nhạc sĩ Dương Thiệu Tức, như chúng tôi cũng đã thường thưa cùng với quý vị. Để cùng anh thân thơ trước sân trăng vòi vòi, để rồi cùng ước mơ. Thưa quý vị, đó là tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Dao để chúng ta hồi tưởng lại một giọng ca rất trong đảo và một giọng ca để đi sâu vào lòng quần chúng vào những thập niên trước 75 cũng như ngày nay. Thưa quý vị, được biết là từ bé với tên thật là Đoan Trang, Quỳnh Dao đã hát trên đài phát thanh Sài Gòn, đài quân đội. Trong những chương trình Tuổi Xanh của Ban Nhi đồng Kiều Hạnh, Quỳnh Dao đã từng tốt nghiệp thủ khoa lớp Dương Cầm và được bà Robin của Trung tâm Văn hóa Pháp Alliance Française hướng dẫn về thanh nhạc và opera. Quỳnh Dao thực sự đến với âm nhạc khi 15 tuổi, đó là năm 1961. Bà Minh Trang, mẹ của Quỳnh Dao, đang cộng tác với ban Tây Hồ của nhạc sĩ Hoàng Rộng. Thì bà bị mất giọng do căn bệnh hen suyễn của bà, cho nên Quỳnh Dao, con gái của bà Minh Trang, được mời vào thay thế cho mẹ. Rồi từ đó bà đi hát với nghệ danh Quỳnh Dao và trở thành một ca sĩ quan trọng trong những chương trình ca nhạc của các đài phát thanh Sài Gòn, đài quân đội và Tiếng Nói Tự Do trước năm 1975. Được biết vào ngày 24 tháng 4 năm 75, Quỳnh Dao cùng chồng và con rời Việt Nam sang cư ngụ tại thành phố Annandale, tiểu bang Virginia. Trong thời gian ở đây, bà gần như ngưng mọi hoạt động về ca nhạc ngoài việc tiếp tục mở lớp dạy dương cầm và thỉnh thoảng thực hiện vài ban nhạc có tính cách lưu niệm do chính bà tự đàn và hát. Năm 90, sau khi lập gia đình lần thứ hai, Quỳnh Dao cùng chồng về sống tại California. Từ đó, bà bắt đầu quay lại với âm nhạc và phát hành nhiều CD thành công như Khúc Nguyệt Quỳnh, Hành Trình Phạm Duy, Quỳnh Dao cùng với Mai Hương, Kim Thước, lập ban Tiếng Tờ Đồng ở hải ngoại và thu được rất nhiều thành công. Thưa quý thính giả, chương trình Nụ Hồng Tạ Ơn hôm nay chúng tôi nhắc trở lại cố ca sĩ Quỳnh Dao, bởi vì chúng tôi muốn gửi tới quý vị một bài viết rất có giá trị. Khi người viết bài viết này là tác giả Đoàn Hưng, đã gặp nữ ca sĩ Quỳnh Dao tản mạng khi bà còn sống, về ca khúc Việt Nam trước 1975. Và đây chúng tôi mời quý vị theo dõi bài viết này. Thưa quý thính giả, nói về nền âm nhạc ca khúc Việt Nam, rất nhiều người có cùng nhận xét, khán giả cả trong nước lẫn hải ngoại vẫn thích nghe những ca khúc sáng tác trước năm 1975 hơn là sau này. Cũng chỉ trong khoảng thời gian 3 thập niên, những nhạc sĩ Việt Nam trong giai đoạn 45-75 đã để lại một gia sản ca khúc đồ sộ vô giá mà có lẽ các thế hệ sau còn lâu mới bắt kịp. Bình luận về ca khúc Việt Nam trong giai đoạn này, đó phải là công trình cả ngàn trang giấy của các nhà phê bình âm nhạc. Những người hâm mộ thuộc thế hệ hậu bối như tôi thường thì say mê ca khúc chỉ bằng cảm nhận khi nghe qua tiếng hát của một ca sĩ nào đó. Tôi nghĩ rằng những ca sĩ thường hiểu bài hát và tác giả hơn là người nghe. Sang đến thế kỷ 21 này, tôi mới giật mình khi nhận thấy rằng những ca sĩ mà mình yêu mến ngày nào như Thái Thanh, Khánh Ly, Anh Ngọc, Duy Trác, Sĩ Phú đang dần dần trở thành quá khứ. Tôi dịu dàng tìm cách xin gặp nữ ca sĩ Quỳnh Dao, người em út trong lớp ca sĩ thế hệ vàng, để ghi nhận lại một vài suy nghĩ của chị về ca khúc Việt Nam trước 75. Chị Quỳnh Dao cũng đã ít xuất hiện trên sân khấu đi nhiều, lần gần đây là trong đêm nhạc Dương Thiệu Tức. Khi gặp ca sĩ Quỳnh Dao,
Được hỏi đâu là giá trị của những ca khúc Việt Đức 75 khiến cho khán giả ngày nay vẫn còn say mê nghe và hát. Chị Quỳnh Giao trả lời có lẽ là ở tâm hồn của người nhạc sĩ. Hãy tưởng tượng khi Công Tiến viết Hương Xưa năm 18 tuổi, Phạm Duy viết Khối Tình Trương Chi ở lứa tuổi đôi mươi, thì tâm hồn của những nhạc sĩ này đã trưởng thành như thế nào so với thanh niên cùng lứa của thế hệ hôm nay. Có thể nói rằng, xã hội ngày nay với nền khoa học tiến bộ đã làm thế hệ trẻ rất giàu về mặt kỹ thuật, nhưng lại nghèo đi về mặt tâm hồn. Người nghệ sĩ ngày xưa với những phương tiện đơn giản để dùng niềm đam mê, sự rung động thật của tâm hồn để sáng tác, cho nên những ca khúc cũng có nhiều chiều sâu để đi vào lòng người. Thưa quý vị, tuy nhiên, Quỳnh Giao còn cho rằng yếu tố kỷ niệm cũng đã góp phần làm cho đời sống của các ca khúc trước 75 dài hơn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta hay gắn một phần đời tươi đẹp của mình trong quá khứ với một bản nhạc, một lời ca. Khi viết bài Ly Rượu Mừng, quý vị nhớ lại, có lẽ nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã cảm hứng từ không khí xuân rộn ràng, lạc quan vào tương lai của miền Nam tự do. Để rồi từ đó, cứ mổ đội xuân về, mỗi lần nâng chén chúc nhau trong ngày đầu năm, người dân miền Nam lại cùng nhau nghe, cùng nhau hát Ly Rượu Mừng để cùng có cảm giác hương thanh bình đang phơi phới. Bài hát này đã trở thành biểu tượng của mùa xuân miền Nam như vậy đó. Những cảm xúc của chúng ta dành cho bài hát này có thể không có ở những người sống ở miền Bắc hoặc thế hệ trẻ lớn lên ở hải ngoại. Đó là lời phê bình của Quỳnh Giao. Bà nói tiếp, một bài hát muốn trở thành bất tử thì bản thân nó phải là một bài nhạc hay. Quỳnh Giao phân biệt ca khúc ra làm hai loại, ca khúc phổ thông và ca khúc nghệ thuật. Ca khúc phổ thông thì dễ nghe, dễ hát. Đặt một giai điệu rồi đặt lời vào là đã có một bài hát. Còn những ca khúc nghệ thuật thì đòi hỏi nhiều hơn, là phải có sự phối hợp giữa nhạc và lời, tiết tấu, giai điệu và cả phần hòa âm cùng góp phần hình tượng hóa nội dung của lời hát. Là một trong những ca sĩ hay trình diễn ca khúc nghệ thuật, Quỳnh Giao cảm nhận được sâu sắc giá trị của những ca khúc này. Như chúng ta nghe Bến Xuân Xanh của Dương Thiệu Tước, ta có cảm giác mình đang lướt trôi trên một dòng sông, qua những bến sông êm đềm, cảm nhận những nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền theo mái chèo đưa. Nghe Qua Suối Mây Hồng trong đạo ca của Phạm Duy, ta như đang xem một cuộc chiến tranh giành Mỹ Nương và Sơn Tinh Thủy Tinh. Nghe Thủy Tinh làm mưa, dâng nước lũ qua lời hát, sóng ầm ầm nổi dậy. Hoặc nghe Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương, ôi thôi, ta đã phân biệt được rõ ràng đời sống của ba miền Bắc, Trung và Nam trên ba dòng sông Hồng, Hương Giang và Cửu Long. Những ca khúc như vậy là một tác phẩm nghệ thuật không nhiều trong nền âm nhạc Việt Nam sau 75. Thưa quý thính giả, lời của nữ ca sĩ Quỳnh Giao, khi còn sống, bà đã tản mạn cùng với tác giả Đoàn Hưng những lời phê bình này, những lời nâng giá trị của nền âm nhạc Việt Nam vào thời điểm đó. Bà cho biết những nhạc sĩ lớn thường có trình độ về âm nhạc lớn, bề dày về văn hóa, cho nên họ mới có được những tác phẩm để đời. Quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của cố ca sĩ Quỳnh Giao với nhạc phẩm Bến Xuân Xanh, sáng tác của cố nhạc sĩ Dương Thiệu Tức mà chúng tôi vừa nói khi nãy. Xin phép được tạm dừng chương trình Đồng Hồng Tạ Ơn để mời quý vị đi qua một vòng thông tin thương mại ngắn và Thi Lan sẽ trở lại.
Thưa quý thính giả, chương trình Đồng Hồng Tạ Ơn xin được trở lại. Chúng tôi nói về một bài viết mà tác giả Đoàn Hưng đã tặng mạng với nữ ca sĩ Quỳnh Dao lúc bà còn sống, về ca khúc Việt Nam trước 1975. Và đây, bài viết được tiếp tục. Nhiều nhà phê bình âm nhạc quốc tế cho rằng những tác giả lớn của nền âm nhạc cổ điển Tây Phương như Beethoven, Tchaikovsky đều đem được nguồn nhạc dân gian của dân tộc mình vào trong tác phẩm. Theo chị Quỳnh Dao, điều này cũng đúng với ca khúc Việt Nam. Dân ca là suối nguồn tâm linh của người nhạc sĩ. Để có giá trị lớn ở tầm dốc quốc tế, những ca khúc Việt cần tạo chỗ đứng của riêng mình bằng cách dựa trên nền tân nhạc. Tác giả nào thành công nhất trong lĩnh vực này đấy? Đó chính là Phạm Duy. Ông đã đem những bài dân ca vào ca khúc của mình một cách tự nhiên nhất, thậm chí cải biên để cho dân ca trở nên phổ biến hơn trong nền tân nhạc Việt Nam. Những tác phẩm viết về quê hương như Tình Hoài Hương, Tình Ca, Nương Chiều đều trở thành bất tử dựa trên nền dân ca Việt Nam. Còn nhiều nhạc sĩ khác cũng làm được điều này, như nhạc sĩ Lê Thương, sáng tác không nhiều, nhưng bài Hòn Vọng Phu của ông xứng đáng là một tác phẩm để đời và bất hủ, mang đậm chất dân ca. Mặc dù Dương Thiệu Tước được nhắc đến nhiều với những ca khúc mang đậm nét cổ điển Tây Phương thật, nhưng hai nhạc phẩm rất được yêu thích của ông là Đêm Tàn Bến Ngự và Tiếng Xưa đều có âm hưởng dân ca. Một đặc điểm nữa của những ca khúc trước 1975 là rất giàu cá tính. Nhiều nhạc sĩ tạo được màu sắc riêng trong những tác phẩm của mình. Giai điệu và lời của nhạc Trịnh Công Sơn như của một kẻ song ca, không lẫn được với nhạc của ai khác. Ca khúc của Lê Uyên Phương đầy những tình cảm mãnh liệt của đôi uyên ương chưa muốn rời xa nhau. Còn Giác Phụng Thị Sáu, nhạc Văn Phụng là nhạc của những người hạnh phúc yêu đời. Những ca khúc đầy cá tính này lại còn được trình bày bởi những giọng ca cũng đầy cá tính nữa chứ. Quỳnh Dao có cùng một nhận xét với tôi là những ca sĩ trong nước bây giờ giọng hát có thể rất điêu luyện nhưng lại giống nhau quá. Chứ ngày xưa từ Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu cho đến Thành Thúy, Mai Lệ Huyền, khán thính giả chẳng thể lẫn lộn được. Tại sao vậy? Bởi vì ca sĩ ngày xưa ít có ai được học hát trong những trường dạy thanh nhạc chuyên nghiệp. Họ tự nhiên hình thành giọng ca của mình. Bản thân của Quỳnh Dao cũng chỉ đi học thêm kỹ thuật hát sau khi đã thành hình là một ca sĩ thành danh. Lại càng ít có chuyện ai bắt chước giọng ai. Người nghe thời ấy tha hồ mà lựa chọn giọng ca cho riêng mình. Nhạc sĩ cũng lựa chọn ca sĩ cho hợp với ca khúc của mình. Ai hát nhạc Trịnh hay hơi hơn Khánh Ly? Ai có thể hát bà mẹ Cho Linh thống thiết hơn Thái Thanh? Nhạc sĩ Vũ Thành thì cho rằng Quỳnh Dao hát Tiếng Chuông Chiều Thu mới là tuyệt chiêu. Đấy, đời sống tinh thần thời đó nhờ thế mà phong phú làm sao. Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Màu Tím Hoàng Hôn với giọng ca Quỳnh Dao. Và đây bài viết xin được tiếp tục theo lời của tác giả Đoàn Hưng cho biết. Tôi hỏi chị Quỳnh Dao, nam ca sĩ nào mà chị thích nhất? Thì Quỳnh Dao trả lời, anh Ngọc. Bởi giọng hát của ông là giọng hát của một đại trượng phu. Ông hát nhạc tình một cách từng trải, như người đã đứng trên những niềm vui nỗi buồn trong tình yêu mà kể lại, độc đáo vô cùng. Trong khi đó, giọng sĩ Phú tình cảm hơn,
kể chuyện tình nhiều cảm xúc hơn. Vậy vậy, sĩ phú hát cô láng giềng là nhất rồi. Thế còn nữ ca sĩ? Hỏi câu này thì Quỳnh Giao nói, cô thích Thái Thanh. Thái Thanh là một hiện tượng, không ai có thể so sánh được. Nhưng nhiều khán giả chưa thích giọng hát này khi còn trẻ. Phải trưởng thành một chút, càng nhiều kinh nghiệm vui buồn trong đời, nghe giọng cô Thái càng hay. Thưa quý vị, theo lời của tác giả nói chuyện với Quỳnh Giao về ca khúc Việt Nam trước 75 như nói với một người tri kỷ, không dứt ra được. Khi chia tay, Quỳnh Giao còn gửi một số CD ca khúc của Vũ Thành và âm trước 75. Quỳnh Giao bảo rằng sau này nếu nhạc sĩ cũng có những dàn dựng lại với kỹ thuật âm thanh cao hơn, nhưng không thể so sánh với version này. Quỳnh Giao bảo đó là những món quà vô giá dành cho khán giả, thính giả Việt Nam. Và tôi nghĩ thầm, dù chị không hề nhắc, chị thì sao? Chị cũng là một phần trong món quà vô giá đó đối với thế hệ sau như tôi. Đang nghe Quỳnh Giao hát Đêm Đông của Đặng Thế Phong. Thưa quý vị, nụ hồng tạ ơn hôm nay chúng tôi nhắc lại cố ca sĩ Quỳnh Giao đã nằm xuống. Đây là những bài viết về âm nhạc trước 75, một trong những kỷ niệm về Quỳnh Giao mà chúng tôi xin phép gửi tới quý vị ngày hôm nay, để chúng ta liên tưởng đến một người ca sĩ có thể nói là tài hoa căn bản với sự trình độ ca hát của chị, những cái âm cách của chị đã để lại cho dòng âm nhạc Việt Nam trước kia cũng như sau này, những gì mà chị đã đong đầy sự hiểu biết và tình cảm giá trị mà chúng ta đã nghe qua, đã biết được về nữ ca sĩ Quỳnh Giao. Chương trình Nụ Hồng Tạ Ơn Thi Lan phụ trách, một lần nữa xin cầu nguyện cho hương hồn của nữ ca sĩ Quỳnh Giao luôn luôn là một niềm vui nơi cõi an lạc, để chị tiếp nối với những dòng chảy của kho tàng âm nhạc Việt Nam. Chị phù hộ cho những kẻ hậu sinh có những khối óc, có những kỹ thuật, có những tình cảm, những nghệ thuật để giữ gìn lại những dòng âm nhạc Việt Nam mà chị đã từng ca ngợi, mà chúng ta cũng đã nghe qua về Quỳnh Giao. Thi Lan kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn trở lại trong chương trình này vào kỳ phát thanh tới. Chiều tới.